នៅពេលនេះគឺម៉ោង10 40នាទីយប់ថ្ងៃទី9ខែ2 2012ខ្ញុំនឹងបង្រៀនពីរបៀប install Unicode ខ្មែរ Unicode នៅក្នុង CentOS អញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំមាន folder មួយដែលនៅក្នុង folder ហ្នឹងខ្ញុំបានរៀបចំត្រៀមហើយអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមាន list នេះមួយ not text file នេះមួយដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញដែលវាបង្ហាញពី step មួយមួយតែនេះអញ្ចឹងមុនដំបូងដើម្បី install Cent Unicode នៅក្នុង CentOS ទី1គឺយើងទៅ download យក file Unicode មកដែលវាមានទំហំតានេះនេះដែលវាមានទំហំតា130ប្រហែល126-127គីឡូហ្នឹងទេហើយដែលយើង copy paste នៅ website នេះនៅ address នេះទៅយើង download មកស្រួលទេងាយស្រួលទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកខ្ញុំ copy អានេះចេញខ្ញុំ extra នៅលើ desktop យើង copy ដាក់ណាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើ desktop ខ្ញុំដាក់ folder មួយឈ្មោះថា Unicode យើងដាក់អីក៏បានដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ Unicode ហើយយកល្អមួយទៀតឈ្មោះមិនគួរដក clear ទេនាំតែពិបាកនៅពេលដែលយើងសរសេរ command អញ្ចឹងខ្ញុំ extra វានៅហ្នឹងហ្មងដែល extra វាមាន folder មួយទៀតអញ្ចឹងនេះជា file install ប៉ុន្តែយើងមិនអាច install direct ចឹងបានទេយើងអាច install ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង install ដោយប្រើ command អញ្ចឹងខ្ញុំចូល terminal អញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារវានៅ desktop ខ្ញុំ cd ខ្ញុំ desktop run មកអញ្ចឹងខ្ញុំ list មើលខ្ញុំមាន note file មួយឈ្មោះថា unicode folder ហ្នឹងពណ៌ qq ហ្នឹង folder អញ្ចឹងខ្ញុំចូល cd unicode ខ្ញុំ ls មើលទៀតខ្ញុំ cd ទៀត ni អញ្ចឹងខ្ញុំនឹង cd ចូលក្នុងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំ list មើលទៀតឃើញមាន file មួយឈ្មោះថា install អញ្ចឹងដើម្បី install file ហ្នឹងគឺយើងចុចដាក់ dot មួយមក forward slash ហើយចុច install មកជាការស្រេចអញ្ចឹងវា install ហើយវាដោយសារមិញហ្នឹងខ្ញុំបាន install ហើយអញ្ចឹងវាថា already ប៉ុន្តែបើយើងថ្មីគឺអត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំ install ហើយបន្ទាប់ពី install ហើយខ្ញុំនឹងទៅ download font បើយើងអត់ download font ទេយើងអត់អាច install បានទេ download font ទៅតាម website នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ download ហើយfont ហ្នឹងគឺនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានមួយកញ្ចក់ហ្នឹងនេះ font របស់ខ្ញុំតែ font ហ្នឹងមានទាំងអស់អញ្ចឹងយើង copy font ទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំ select all control a បូក copy អញ្ចឹង copy យើងមើលថាតើយើងត្រូវ copy ចូល path ណាយើងមើលតាមនេះអញ្ចឹងចូល file system អញ្ចឹងខ្ញុំចូលតាមfile browser ចូល file system ហើយខ្ញុំចូលអីទៀតចូល user ហើយខ្ញុំចូលអីទៀតខ្ញុំចូល share ខ្ញុំចូល font ហើយខ្ញុំចូលលើនេះទៀត bitstream ឥឡូវខ្ញុំចូលនេះបាទអានេះស្អីអានេះមិនមែន font ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលវាអានេះហើយអានេះ font តែយើងចង់មើលអស់ណាហ្នឹងមែនទេណាហើយអានេះ font ដែរតែយើងដាក់ក្នុងហ្នឹងយើងដាក់ក្នុងនេះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំ paste ប្រពន្ធហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយខ្ញុំបិទវាយល់អស់ refresh មួយសិនយល់អស់ទៅ refresh មួយពេលខ្លះយើងអត់ចុច refresh វាអត់ដែរហើយអញ្ចឹងយល់អស់ទៅ refresh វាមួយសិនចាំធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចូលshare font bit refresh me ពីម្ដងទៅមកវាដើរស្រួលណាខ្ញុំបិទវាទៅបន្តមកទៀតធ្វើអីទៀតបន្តមកទៀតយើងមានវិធី2វិធីទី1យើងប្រើតាម GNOME គ
cứ hai ta interface mode nè chẳng nhóm lệ này sân chẳng đại right click lơ test bar này nhóm vô add panel và tạo một tiết nhóm client keyboard keyboard indicator nhóm cho add dân khơi USB SA ta dân cho keyboard preference tạo một tiết dân cho layout và ta dân nâng add mũi tiết keyboard mũi chúng ta Cambodia chạy sau C mà miền này chạy OK chân chân hai ấy và tạo bị nâng hai dân ai close về bán chân nhìn chọn lời đấy vì ai phải prua nè chân phải prua là nhầm bao text a mũi nâng cao nè chân nhầm ok mà nè chân nhầm bạc mà mở hai nhầm xạ vầy ông lễ nhầm enter lấy nhầm đồ nè phần nâng vẹn toàn chênh nhầm chân là toàn chênh chân dân thơ mấy tiện hoặc toàn chênh chân à lỡ dùm bây khá ai vai nâng ạ đà lỡ gầm toàn nhầm vai nâng nơi ở thị đề tơ vành lo chiêng chẳng thể tình chẳng nhầm vai không nên đặt đá này vô không nên vì chỉ mt file để file để chỉ file để command extension chẳng là nhầm xạ vai này không nông office này đà cứ đà nhé chẳng đà tham ở đây thằng ở miền đại bật miền đại bật đại chơi ngày chẳng đà nhầm enter nhưng chẳng tới cho ông lấy mình tại vì thi mũi tiết dương bắt đầu chị ông lệ nó đá đời ta vì thi comments chân dương mơ nè chân á chân nhóm nâng bằng hai comment mũi tiết ở mơ chân comment mode dương vay set chân máu dương cho thêm máu chơi nhảy hay đã đỏ nó lệ áo lệ áo hay US hay mình tiếp chúng ta layout KH chỉ mới ảnh đo dân chuyện đó chỉ mới về private à lớn đi về auto mình thích private chứ dương anh vay chỉ không ai đòi dương vay cho đôi cho ông lễ nhưng ai sẽ rời chẳng bán đã ông lễ với máu chứ nhưng anh vay cho ông lễ với nha chẳng cài install program ở cài install Unicode font khmer Unicode chỉ cần sử dụng xong ổn.